Nắng hạn gay gắt kéo dài đã khiến cho toàn bộ kênh rạch tại tỉnh Cà Mau bị khô cạn, gây ra tình trạng sụt lún, làm hư hỏng nhiều công trình giao thông. Từ đó, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại và giao thương của người dân. Đây là vụ sụt lún có chiều dài 20m, rộng khoảng 6m, sâu hơn 2,5m. Đây cũng là vụ sụt lún nghiêm trọng thứ hai xảy ra trên tuyến Co Sáng, Cơi Năm, Đá Bạc trong vòng nửa tháng trở lại đây. Đi vào xã là hai cái tuyến đường tác thủ nhằm Đá Bạc, đường Co Sáng, Cơi Năm, Đá Bạc thì đến thời điểm này đã sụt lún hoàn toàn. Cho nên là cái việc mà vận chuyển hàng hóa cũng như giao thông đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Đầu mùa khô năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Cà Mau đã xảy ra hơn 1.000 vị trí sụt lún, tổng chiều dài hơn 25,3 km, phá hủy nhiều công trình giao thông. Phần lớn các vụ sụt lún xảy ra trên địa bàn vùng Ngọt Hóa, huyện Trần Văn Thời. Giao thông của huyện là bị sụt lún là trên 980 vị trí, khoảng là 23 km, thiệt hại khoảng 18 tỷ. Mà cái công tác khắc phục thì nó rất là khó khăn. Chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang nỗ lực khắc phục đường xá hư hỏng, nhưng khó nhất hiện nay là đường tập kết, vận chuyển vật tư, bởi khá nhiều tuyến đường hư hỏng đã cấm xe tải trọng lượng lớn lưu thông, trong khi kênh rạch khô cạn đã khiến giao thông đường thủy bị tê liệt.